Trong lịch sử văn học Việt Nam từ trước đến nay, có lẽ chưa có một tác phẩm nào lại có tính châm biếm và đả kích sâu cay như số đỏ. Tác phẩm đã được đưa vào giảng dạy ở trường học, được tờ Los Angeles Times bình chọn là một trong những cuốn hay nhất năm 2003. Ngoài ra, số đỏ còn được coi là cuốn tiểu thuyết đình đám nhất và là tác phẩm gây dựng lên tên tuổi của Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hưng Yên, sau chuyển lên Hà Nội sống. Mặc dù bố mất khi cậu mới chưa đầy 7 tháng tuổi, nhưng may mắn là cậu được mẹ và bà chu cấp cho học tử tế. Đến năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng cao đẳng tiểu học về vùng tiếng Pháp cơ bản, Vũ Trọng Phụng bắt đầu đi làm nhân viên đánh máy và thư ký cho một tòa soạn báo, sau rồi ông chuyển sang viết phóng sự. Và những năm 1930, ở Việt Nam nổi tiếng với ba bức danh phóng sự để có chung họ Vũ, ấy là Tam Lang Vũ Hình Chí, Tiêu Liêu Vũ Bằng và Thiên Hư Vũ Trọng Phụng. Trong ba nhân vật ấy, Vũ Trọng Phụng được nhắc đến nhiều hơn cả. Ông còn được mọi người gọi bằng cái tên ông vua phóng sự đất Bắc. Với các phóng sự nổi tiếng như Cạm Bẫy Người 1933, Kỹ Nghệ Lấy Tây 1934, Cầm Thầy Cầm Cô 1936 và Lục Xì 1937. Những tác phẩm này còn được coi là những trụ cột của nền phóng sự Việt Nam. Nhưng mảng khiến cho tên tuổi của Vũ Trọng Phụng trở nên đình đám nhất đó là tiểu thuyết. Năm 1936, ông cho ra đời liên tiếp 4 tiểu thuyết, dông tố, số đỏ, vỡ đê và làm đĩ. Nếu được xếp hạng về năng suất viết, thì chắc chắn không một nhà văn nào có thể xoán ngôi Vũ Trọng Phụng. Thêm nữa, nếu số lượng và chất lượng tác phẩm thường tỷ lệ nghịch với nhau, thì với Vũ Trọng Phụng lại hoàn toàn ngược lại. Những tác phẩm của ông viết ra đều rất hay và đáng đọc. Ngoài bút của Vũ Trọng Phụng miêu tả rất chân thực, dẫu nó tốt đẹp hay xấu xa đi chăng nữa, ông cũng đều phanh vui ra cả. Chính điều này đã khiến rất nhiều người so sánh Vũ Trọng Phụng với nhà văn hiện thực nổi tiếng nhất người Pháp thế kỷ 19 có tên là Honoré de Balzac với bộ tiểu thuyết đồ sộ Tấn cho đời. Nhưng cũng chính vì sự tả thực này mà Vũ Trọng Phụng đã bị rất nhiều người lên án. Trên năm 1930, văn đàn Việt Nam xuất hiện ba trường phái văn học. Trường phái thứ nhất là những người ủng hộ nho giáo phong kiến. Trường phái thứ hai, trường số lượng áp đảo, đó là những người muốn xóa bỏ nho giáo, xóa bỏ những thủ tục lạc hậu, đồng thời đề cao văn minh phương Tây và học theo người phương Tây. Đại diện cho những người này đó là một nhóm có tên là Tự lực Văn đoàn, gồm có 7 thành viên nòng cốt bao gồm Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Tú Mỡ, Thế Lữ và Xuân Diệu. Quan điểm nghệ thuật của nhóm này đó là đề cao cái đẹp, con người lúc nào cũng mới, trẻ, yêu bản thân, yêu đời, có ý chí phấn đấu và tin ở sự tiến bộ. Trường phái văn học thứ ba là trường phái đơn độc của Vũ Trọng Phụng. Quan điểm nghệ thuật của Vũ Trọng Phụng đó là viết những cái thật, có lẽ do ảnh hưởng từ việc viết báo của ông. Vũ Trọng Phụng thậm chí còn viết các vấn đề cấm kỵ mà thời ấy không một cây bút nào dám đụng vào như là tình dục, mại dâm, đồng tính, về đối tượng, Vũ Trọng Phụng không đổ tại hoàn cảnh, không đổi tại nho giáo, cũng không đổi tại thực dân như ai trường phái kia, và ông chiết thẳng hai bút vào chính con người. Trước mỗi dung tố xảy đến, con người sẽ ứng phó ra sao, nó sẽ như một phép thử để bộc lộ ra sự xấu tốt của mỗi con người. Nó khá giống với chủ nghĩa khắc kỷ ở Hy Lạp cách đây hơn 2.000 năm, với câu nói nổi tiếng của Louis Seneca. It does not what you bear, but how you bear it. Tạm dịch là, điều quan trọng không ở việc anh phải chịu đựng cái gì, mà là cách anh chịu đựng nó ra sao nhưng không hiểu hoàn cảnh vì xã hội lúc đấy quá bi đát hay sao mà hầu hết những hành động bộc lộ của con người đều rất tệ hại chính vì điều này mà rất nhiều người đã coi vũ trọng phụng là người theo chủ nghĩa bi quan giống như kiểu nhà văn voltaire người pháp chỉ thấy cái xấu mà không nhìn thấy cái tốt gì cả nhưng có một cái mà mình thấy giống giữa voltaire và vũ trọng phụng ấy là cả hai người đều rất thích mỉa mai và trào phúng hay ngày nay giới trẻ còn gọi bằng cái từ cà khịa có lẽ tiếng cười đã giúp cả hai ông xoa dịu đi cái nghèo khó cái hồ sợ của cuộc đời Vũ Trọng Phụng có tài mà hiểu mệnh đến năm 27 tuổi. Khi sự nghiệp văn chương đang ở trên đỉnh cao, Vũ Trọng Phụng đã qua đời do bệnh lao phổi, căn bệnh mà chính người cha quá cố của anh đã mắc phải. Cái chết của Vũ Trọng Phụng là một cái chết tức tưởi, chết trong đau đớn, chết trong nghèo đói. Có một sự thật khá đau xót đó là sau khi Vũ Trọng Phụng chết được khoảng một thời gian thì những tác phẩm của ông bị cấm xuất bản. Nguyên nhân sâu xa là từ phong trào nhân văn giai phẩm 1955. Trước ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, với đại diện là Hội Văn hóa Cứu Quốc, hầu hết các quan điểm về nghệ thuật sáng tác mà hội này đưa ra đó là viết để phục vụ cách mạng, phục vụ kháng chiến cứu quốc, lấy ngòi bút làm vũ khí chiến đấu. Nhà văn phải đóng vai trò như một người chiến sĩ. Nhưng cũng chính vì thế mà một số nhà văn như Trần Dần, Phan Khôi cho rằng ngòi bút của họ bị bó hẹp, không có nhiều khoản tự do trong sáng tác. Cùng với khoảng 20 nhà văn khác, họ đã tạo nên một phong trào có tên là Nhân văn giai phẩm, xuất bản những tác phẩm đối trọng với Hội Văn hóa Cứu Quốc sau cuộc thanh chiến, Hội Văn hóa Cứu Quốc giành phần thắng. Từ đó, những tác phẩm nào không cùng quan điểm sáng tác của hội bị cấm xuất bản. Không may, tác phẩm của Vũ Trọng Phụng cũng bị liệt kê vào danh sách ấy. Do là năm 1937, Phụng có viết một bài báo có nhan đề Nhân sự chia rẽ giữa đệ tam và đệ tứ, ta thường gọi lại. Vì bài báo này viết về sự mâu thuẫn bên trong của các trường phái chủ nghĩa cộng sản, nên Vũ Trọng Phụng bị kết án là kẻ chống lại chủ nghĩa cộng sản. Ngoài bị cấm vì lý do chính trị thì cũng bởi một số tác phẩm của Vũ Trọng Phụng bị coi là suy đồi vì nó có rất nhiều cảnh 18 cộng. Và đến năm 1986, khi Việt Nam đổi mới, những tác phẩm của ông và nhiều nhà văn khác mới được xuất bản trở lại. Xuân tóc đỏ từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Lúc 9 tuổi, đi ở nhờ cho một nhà bác họ. Nhưng do Xuân nhìn trộm bác gái tắm nên bị đuổi khỏi nhà. Từ ấy, hắn sống vất vưởng ở đầu đường xó chợ bằng đủ thứ nghề như bán báo bán thuốc lậu phát tờ rơi câu cá hồ hoàn kiếm mặc dù vô giáo dục nhưng xuân lại rất tinh quái và tạo đời cộng với may mắn hắn đã xin được chân nhặt bóng ở một sân quần vợt nhưng ngựa quen đường cũ hắn nhìn trộm bà mê tây thay quần áo ở phòng tập nên đã bị đuổi việc và bị giải lên phường may sao có bà phó đoan hay chơi bóng ở đấy thế xuân tội nghiệp nên đột phạt thay hắn người ta gọi bà này là phó đoan bởi người chồng đầu tiên của bà là một ông tây có tên là đoan ông này trước khi lấy đã hiếp bà Ông Đoan ăn nằm với bà được 10 năm thì chết, sau bà phó Đoan lấy một đời chồng nữa, nhưng ông chồng thứ hai cũng qua đời sớm, có lẽ vì sự dâm đãng của bà đã vắt kiệt sức của hai ông. Bà phó Đoan đã giới thiệu Xuân Tóc Đỏ tới làm việc ở tiệm may Âu Hóa, tiệm này sở hữu bởi vợ chồng Văn Minh, Văn là tên chồng, Minh là tên vợ. Ông đặt tên vợ lên trước để đề cao nữ quyền, cái mà ông mang từ bên Pháp về sau khi du học 6 năm nhưng không có nổi một mảnh bằng. Ông bà Văn Minh mở tiệm Âu Hóa để thúc đẩy phong trào văn minh phương Tây, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang. Từ hồi có xuân tóc đỏ về làm việc, doanh thu của Âu Hóa đã tăng vọt bởi một mép tép nhảy cũng như khả năng PR sản phẩm của xuân tóc đỏ. Xuân được hai vợ chồng Văn Minh rất quý mến, coi xuân như là một thành viên tích cực trong cuộc Âu Hóa của cải cách xã hội của Việt Nam. Gia đình Văn Minh là một gia đình lớn, giàu có. Bố của ông là cụ có hồng, năm nay đã 50 tuổi, từng là một ông phán, phục vụ nhà nước hơn 30 năm, nay đã về hưu cụ rất thích làm màu và thể hiện, kiểu như ta là người có công với nhà nước, lại có con trai tài giỏi du học nước ngoài. Cụ nói nổi tiếng mà lúc nào cụ cũng lặp đi lặp lại đó là biết rồi khổ lắm nói mãi. Người cao tuổi nhất trong gia đình này cũng được nhiều người quan tâm nhất đó là cụ Cố Tổ, là bố đẻ của cụ Cố Hồng. Cụ Cố Tổ năm nay đã 80 tuổi, già không làm được gì, hay ốm vặt, cả nhà đều mong sao cho cụ chóng chết để được chia tài sản. Nhưng khổ nỗi, đợi mãi mà cụ vẫn chưa về với tiên tổ vợ chồng văn minh bèn đi tìm các bác sĩ để chữa trị cho ông nội mình nhưng không phải để chữa sống mà chữa sao cho cụ nhanh chết cũng chính vì thế cho nên chẳng bác sĩ nào dám chữa cả may sao họ vớ được xuân tóc đỏ ngày xưa xuân từng buôn bán thuốc lậu trình độ của các lang băm cũng không thể ăn nổi xuân tóc đỏ xuân tóc đỏ được gọi về chữa cho cụ cố hồng y được tôn lên làm đốc tờ xuân với cái mắc sinh viên trường thuốc sau một thời gian cho uống nước ao nước ruộng và chuẩn bị đến nước cống thì cụ cố tổ ngày một khỏe hơn khiến gia đình hết sức lo lắng họ đã gây áp lực cho Dr. Xuân. Lại nói, vợ chồng Văn Minh có một người con gái tên là Tuyết. Tuyết này được hứa hôn cho một nhà thơ, nhưng do không thích nên cô đã rủ Xuân vào nhà nghỉ. Cho Xuân sờ ngực để tuyên bố cho thiên hạ rằng cô là một người con gái hư hỏng. Như thế, người hứa hôn với Tuyết sẽ phải chán mà từ bỏ. Nhưng tình cờ là khi Xuân và Tuyết vào nhà nghỉ, họ đã bắt gặp bà Hoàng Hôn là con gái của cụ cố tổ đang đi ngoại tình với một người đàn ông lạ mặt. Khi được Xuân thông báo điều này, cụ cố tổ đã tức đến phát chết. Từ ấy, Cả gia đình ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì sắp được chia tài sản, sắp được thử những bộ trang phục mới trong đám ma. Xuân tóc đỏ nghiễm nhiên trở thành người có công đầu, được cả nhà biết ơn và ngưỡng mộ. Thậm chí, vợ chồng Văn Minh còn muốn gả con gái là cô Tuyết cho Xuân. Nhưng do sợ xuất thân của hắn không môn năng hậu đối sẽ khiến gia đình phải xấu hổ với xã hội, nên ông Văn Minh đã đưa Xuân lên đăng ký làm vận động viên quần vợt, đại diện cho miền Bắc tranh đấu với miền Trung, miền Nam và cả Thái Lan. Cuộc thi gồm có 4 cầu thủ tham dự, nhưng khi trận đấu diễn ra thì hai cầu thủ miền Trung và Nam vắng mặt. Thế là nghiễm nhiên Xuân Tóc Đỏ và vận động viên Thái Lan không đấu trận nào cũng được lọt vào vòng chung kết. Lúc này cả nước mong chờ Xuân sẽ đánh bại cầu thủ Thái Lan. Nhưng cuối cùng mặc dù trên cơ đối thủ Xuân lại để thua khiến mọi người vô cùng thất vọng. Nhưng sau đó Xuân đã làm một bài hùng biện trước quần chúng nói rằng việc anh để thua là cứu đất nước khỏi vòng chiến tranh. Vì nếu anh thắng sẽ gây ra hiềm khích và xung đột với nước bạn. Một khi đất nước rơi vào vòng chiến tranh loạn lạc thì đó sẽ là tai họa cho con dân cả dừng người hò reo vỗ tay họ cảm ơn xuân tóc đỏ đã hy sinh bản thân để cứu cả một dân tộc từ ấy họ coi anh như là một người hùng cứu quốc ngay khi cầm trên tay số đỏ mình đã bị thu hút bởi cái tên sau khi lật dở đến trang cuối cùng thì mình thấy xuân tóc đỏ không chỉ đỏ tóc mà còn đỏ cả đời kẻ mồ côi vô học nịnh nọt cuối cùng lại trở thành người hùng của dân tộc nếu nói theo kiểu ngày nay thì giống như là giang hồ lên ngôi vậy có một điều rất dễ thấy ấy là Tất cả những nhân vật trong số đỏ đều tha hóa một cách đáng sợ. Xuân tóc đỏ lừa lọc, bà vào đoan dâm dục, cả gia đình nhà văn minh mong cụ cố tổ chết sớm, đọc mà thấy đạo đức suy đồi quá thể. Phần đắt giá nhất trong tác phẩm này có lẽ là khi cụ cố tổ chết, con cái lại tỏ ra vui sướng vì sắp được chia tài sản. Đoạn văn này cũng đã được đưa vào giảng dạy trong cuốn ngữ văn 11 với cái tên Hạnh phúc của một tăng gia. Nó đã bộc lộ bản chất đều giả của con người như thế nào. Khi mà đám ma người ta vẫn cười nói như đám hỉ, kẻ đi đưa tang như đi diện đồ thời trang dạo hội. Khi đọc đến cảnh này, mình lại nhớ đến chuyện ngắn, còn được coi là kiệt tác khác của Vũ Trọng Phụng, ấy là chuyện bộ răng vàng. Khi cha mất, hai cậu quý tử không chỉ lo làm ma cho cha, mà chỉ chăm chăm vào việc chia nhau tài sản. Đã thế, đứa con bất hiếu còn cố cậy mồm người cha đã chết để lấy bộ răng vàng. Nếu có thời gian, bạn có thể tìm đọc chuyện này với cả chuyện tướng về hư của Nguyễn Huy Thiệp. Mình thề là các bạn đọc xong sẽ phải sốc luôn. Bằng ngoài bút trào phúng chưa từng có, cả lời văn lẫn cốt truyện vũ trọng phụng đã khiến người đọc không biết phải nên khóc hay nên cười với những chi tiết ngược đời trong số đỏ với sự đả kích sâu cay và nhân phẩm con người số đỏ đã phần nào chỉ ra bản chất của con người cũng như khắc họa phần nào về bức tranh của sự văn minh âu hóa và nữ quyền của việt nam trong xã hội xưa đồng thời cũng cho ta thấy tài năng kiệt xuất của nhà văn sổ số, số này